Audio Jungle. Chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay cho con về cái việc mà kiểm tra lại tất cả các chồi ghép mà hồi trước á ở cái bơ này á mình ghép cho bà con về giống 034 và một số giống khác. Thì hôm nay mình sẽ đi quay toàn bộ lại những cây bơ mình ghép hôm trước và hôm nay sống cho bà con xem. Thì lúc trước cũng có một số bạn yêu cầu á là mình quay lại để con xem á, thì hôm nay mình quay lại trực tiếp con xem. Thì mình sẽ quay hết vườn về công tác mà tất cả các chồi bơ kiểm tra sống. Thì tất nhiên không phải ai ghép cũng sống hết hoàn toàn, phải không? Thế ai là ghép sống hết 100%. Thì ở đây mình quay rất là thực tế cho con xem. Thì ở trong này quay thì cũng có một hai chồi nó chết đi, thì mình cũng hướng dẫn con ghép lại. Thì giai đoạn này là giai đoạn đang nảy mầm này á, thì sau khi nảy mầm á thì con tiến hành nẹp cây cho mình nha. Thì ở clip mà ghép cải tạo thì mình nói thật sự cũng rất là nhiều rồi, cho con xem rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay và kiểm tra con và cái công tác mà chúng ta lấy cắt cái chồi mà nứt cái thân ra, chúng ta lắc bỏ đi để cho nó tập trung nuôi vào những cái ngọn mà chính của cái bơ. Còn chúng ta ghép á thì clip này mình quay kiểm tra rất là dài nên mà con cứ xem, mình quay rất là chi tiết ở cái vườn bơ này. Xin cảm ơn bà con.